cảm nhận ra được là đã vô quán bán, cho dù người ta không mua, mình cũng phải hát cho hết bài mình mới đi. Còn nhiều khi mình thấy người ta hát thì không mua, cái người ta tắt ngang người ta đi, thì mình cảm thấy nó mất hứng đi. Nên chi á là từ đó mình rút cái kinh nghiệm cho mình, mình không nên làm vậy. Cho dù mình không dám vô quán mời, mình đứng ngoài đường mình hát, nhưng mà phải hát hết bài rồi đi. Hoặc là nó kẹt đường quá là mình vừa hát vừa đi cũng được, không sao. Đó, cái đó là cái lần đầu tiên mà mấy cha con cắt tiếng hát, là mình rất là hồi hộp, là vì sợ nhiều cái quán nó không cho mình hát. Đó, nó cứ đuổi mình đi, thì mình không có đứng gần, mình đứng xa xa thôi, mình hát cho người ta nghe thôi, hy vọng là lần sau người ta gặp mình ngoài đường người ta mua là được. Chứ không phải là mình vô quán người ta mình mời mà khách không mua thì mình cảm thấy mình không vui rồi, người ta không mua là mình cảm thấy không vui. Nhưng mà hy vọng mình đem cái lời ca tiếng hát của mình làm cho người ta vui, để lần sau người ta tự thấy người ta dừng người ta mua thôi. Đó là một cái điều mà mình rất là mong muốn, rất thích. Có bao giờ anh đi nhưng mà về tay không không ạ? Nói chung lại là hầu như chưa bao giờ đi mà về tay không. Đã khi mà đã cất tiếng hát lên là lúc đó là thấy đã có gạo rồi. Không mà không biết sao tự nhiên em cất cái tiếng hát lên, cho dù mình không mời người ta nhưng mà tự nhiên người ta lại thích. Thứ nhất là người ta lại thấy thương cảm cho hai đứa bé, và người ta nghe cái giọng ca thì không biết em hát có hay không, nhưng mà có nhiều người thì người ta cũng khen. Nhưng mà nhất là mấy người lớn tuổi, người ta lại thích những cái bài hát mình hát về về cha, về mẹ, về nhạc xưa thì rất là vui. Có những người có. Dạ rồi, thì đang cười vui thế này thì không thể hát buồn được. Dạ, thì em sẽ hát cái bài vui vui. Đó, bắt đầu nè. Tùng ơi, con phi ngựa nha, phi nha. 1, 2, 3, nè, vô. Lọc ca lọc ca lọc, lọc ca nhông nhông nhông. Lọc ca lọc ca lọc, lọc ca nhông nhông nhông. Nhông nhông nhông, cha làm con ngựa để cho con lên cưỡi trên lưng. Nhông nhông nhông, cha làm con ngựa để cho con vui thỏa tiếng cười. Nhông nhông nhông, ngựa cha mệt quá, con không biết, con nói ngựa phi. Nhông nhông nhông, ngựa phi thật khủng, hai cha con cùng ngã lăn đùng. Ôi thật vui, con cười rộn rã, ngựa cha ngã bốn vó lăng quay. Con chạy ngay chạy đi hỏi mẹ, tìm ở đâu cho có bồ đề. Mẹ bảo con đừng đi tìm nữa, mà con lại thỏ thẻ bên tai. Con thương cha, con ngoan thật nhiều, ngựa cha lại giống con nhông nhông. Lọc ca lọc ca lọc, lọc ca nhông nhông nhông. Lọc ca lọc ca lọc, lọc ca nhông nhông nhông. Nhông nhông nhông, cha làm con ngựa, mong cho con sung sướng con ơi. Lọc ca lọc ca lọc, lọc ca nhông nhông nhông. Cha làm là con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời. Thì bây giờ cái chuyện quá khứ nó qua rồi, mình không nên nhắc lại nữa. Bởi vậy người ta nói nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lầm người ơi. Đó, vậy đó, thấy không? Đau lòng lắm, đừng có nhắc nữa. Cái gì nó qua rồi, mình cho nó qua luôn. Bởi vì khi mình muốn thì nó không được, mình càng cố giữ nó lại càng ra đi. Thì bây giờ ý trời, đúng là ý trời. Bây giờ thôi, không nói nữa. Bởi vì ai sai nấy biết, đèn nhà ai nấy sáng. Bây giờ mình càng nói thì họ càng cho người đàn ông là đi coi thường phụ nữ thôi. Thì thôi,
nói đến ngang đó thôi. Dạ. Nhưng mà chị có thăm hỏi hai đứa con hay là hỏi thăm? Thì cũng có, lâu lâu điện hỏi thăm con cái rồi cái điện chuyện nó không lúc nào cũng có hết. Dạ. Vậy thôi. Vì cái duyên nó hết thì cái nợ nó đâu còn. Dạ, nếu mà cái duyên cái nợ nó còn thì con cái nó vẫn còn cha còn mẹ ở với nhau. Còn mà khi đã hết thì rồi đường ai nấy đi.